Uầy, ôm nhau sướng thế. Ước gì mình cũng được ôm. Nhưng mà chẳng nhẽ lại nói thẳng ra. Thế thì kém sàng quá. Làm nào bây giờ nhở? À, chồng ơi, bà dễ quá. Điều hòa để 16 độ, bảo sao không lạnh. Nhưng mà bố vẫn lạnh á. Rồi, hai đủ lên chưa? Cái gì vậy? Đi đi nhá. Tắt điều hòa nóng vãi cứt.